Đi đường cẩn thận nhá. Đây để nơi gọi ngay về cho mẹ đấy. Vâng, mẹ an tâm. Ngọc này, sổ tiết kiệm của cô chưa đến kỳ tất toán. Cô chuyển tạm trước cho cháu 100 triệu. Tất cả cũng nhờ vào cháu đấy, cố gắng giúp cô nhá. Dạ, cô chú yên tâm. Chắc chắn cô chú sẽ sớm nhận được tin vui thôi ạ. Thôi đi đi, không muộn. Dạ vâng. Cháu xin phép. Con đi được không ạ? Dạ, chào chú. Đi ạ. Này, cô đưa cho con bé 100 triệu đấy à? Em chuyển khoản cho thằng Bảo mà. Thế thì có khác gì? Làm gì mà anh hết toáng lên thế? Em đã tính toán cả rồi. Nhỡ thằng Bảo nó ngựa quen đường cũ, nó hóa vàng hết số tiền đấy thì sao? Thằng Bảo nó đã thay đổi, nó sẽ là trụ cột gia đình. Anh phải tin tưởng vào con trai của mình chứ. Anh không thấy mấy ngày hôm nay nó đã lột xác thành con người khác à? Hơn nữa anh phải hiểu là em tin tưởng thằng Bảo một phần thôi, nhưng em nhìn vào cái Ngọc và tin nó. Em nói cũng có lý. Em tin thì anh cũng tin theo. Thực ra con mình nó là đứa ngoan, tại vì em cứ khắt khe với nó cơ. Thì thế, bây giờ nó lại gặp được một con bé giỏi giang, sắc sảo như thế, số nó được hưởng giống anh đấy. Cả em và cái Ngọc đều giống nhau ở một điểm, đầu óc biết kinh doanh. Cũng đúng. Mà chuyện làm ăn anh không biết gì thì đừng dính dáng vào nhá, để đấy em lo. Còn bây giờ anh chạy ủ ra chợ đi, mua ít hoa quả với vàng hương cho em. Em về thắp hương các cụ ông bà tổ tiên, cầu xin các cụ phù hộ cho mẹ con em đầu tư được thành công. Ừ, anh đi ngay đây. Em yên tâm, mũi còn thở mắt còn mở là anh luôn luôn cầu trời khấn Phật để cho thằng Bảo nhà mình làm giàu thành công. Lúc đó anh với em sẽ nghỉ ngơi và cùng nhau chăm sóc bé Kim Cương. Thôi được rồi, đi đi. Được rồi, tuân lệnh. Công nhận em giỏi thật đấy. Mẹ anh là người nghi ngờ cả thế giới. Thế mà chỉ sau đúng một đêm, em đã thuyết phục được mẹ bỏ tiền đầu tư. Không phải em giỏi, mà mẹ anh thấy đúng, thấy có lợi thì theo thôi. Nhưng mà bà đầu tư ít quá, có 100 triệu thì không ăn thua anh ạ. Tầm chiều mới mà em. Nếu mà lần này thành công, mẹ thấy tiền tươi tóc thật, chắc chắn bà sẽ tưới đẫm. Chắc em chưa biết chứ, cái máu làm giàu của anh ấy là từ mẹ đấy. Anh sẽ cố gắng tư vấn với các cụ để các cụ đầu tư nhiều hơn. Nếu mà cần thiết ý, thì đặt cả nhà, cả trang trại, đầu tư thế mới bỏ. Liệu anh có làm được không? Anh làm được. Nghĩ đến cảnh bố mẹ anh sẽ không phải vất vả cắm mặt vào mấy luống rau, em đã thấy mừng lây cho các cụ rồi. Này, chính ra em ham tiền gấp anh mấy lần đấy nhỉ? Anh nói như thế là không hiểu em rồi. Em không phải là kiểu người ham vật chất tầm thường. Anh không có ý coi thường em. Thế nhưng mà ham tiền để cuộc sống tốt hơn thì cũng đúng mà, đâu có sao đâu. Tiền chỉ là công cụ thôi anh ạ. Vấn đề là trên con đường kiếm tiền, anh sẽ thấy bản thân mình trưởng thành hơn. Em thích mẫu đàn ông thành công, tự chủ tài chính. Còn bản thân em tự lập từ nhỏ nên em chẳng cần phải dựa dẫm vào ai cả. Em muốn kiếm thật nhiều tiền để không phải vì nó mà đến với những người em không yêu, cũng không phải vì nó mà rời xa người mình yêu. Anh hiểu ý em nói không? Bạn gái con đã tư vấn cho bố mẹ con mở mang đầu óc. Mẹ con đã tỉnh ngộ ra rồi, nên là quyết định thử làm giàu. Thế bố mẹ con định chuyển làm gì? Là bọn con tư vấn cho bố mẹ con chuyển sang đầu tư. À, nói dài dòng khó hiểu lắm. Tóm lại ấy, là mình tìm cách cho tiền đẻ ra tiền nhanh nhất có thể. Mình ngủ nhưng tiền vẫn phải đẻ. À, còn ruộng rau ấy, sau này phát triển theo tiêu chuẩn Việt Gáp thì tính sau. À, à, uống nước đi con. Con xin ạ. Chết rồi. Bà gái con gọi rồi, con phải đi lo chuyện kinh doanh đây. Đứa nào đấy? Này, thế không định giới thiệu cho cả nhà biết à? Con muốn chết đi được ấy chứ. Nhưng mà bạn gái con chưa sẵn sàng. Cô ấy bảo là muốn hai đứa yêu nhau trong vòng bí mật. Bao giờ mà chắc chắn ấy thì ra mắt xong cưới luôn. Ê, thôi con đi đây ạ. À, này này này. Dạ? Nhớ qua chỗ ông Hùng ủng hộ động viên nó đấy nhá. Bố không phải nhắc, chắc chắn con sẽ hỗ trợ thằng bạn mứt của con kiếm nhiều tiền nhất có thể. Nhưng mà để giàu ấy thì hơi lâu.
Ui, con chào bố. Ấy, này, nhưng mày nói suốt từ lúc đấy, bố vẫn chưa hiểu là mày đang buôn cái gì. Bí mật, rồi bố sẽ biết thôi. Con đi đây nhá, con chào bố ạ.